Không thể tin nổi là mình đang cầm một cái laptop 15 inch. Các bạn biết, con laptop này chỉ có trọng lượng là 1.120 gram, tức là nó chỉ vào khoảng hơn 1 cân mà thôi, cụ thể là 1,12 cân. Dã man chưa? Các bạn đã thấy cái laptop 15 inch nào nó nhẹ đến mức độ như thế này chưa? Thực sự là lần đầu tiên khi mình cầm trên tay con LG Gram này, đây là phiên bản 2020 nhá, thì mình thấy thực sự quá bất ngờ. Trước đây thì những cái phiên bản LG Gram thì mình chưa có cơ hội nào được trải nghiệm cả. Tại vì mình thì không chuyên về mảng laptop lắm và làm thì cũng không nhiều, lâu lâu mới làm có cái thôi. Nhưng mà đến khi cầm trên tay con laptop này thì chất thật sự, wow, không thể tin nổi, 15 inch, hơn 1 cân, quá gọn, quá nhẹ, mang đi mang lại thì cực kỳ dễ chịu. Và đây sẽ là video mình muốn chia sẻ những cảm nhận của mình về con LG Gram này. Mình không có quá nhiều kiến thức để đánh giá về laptop, thế nên mình sẽ chia sẻ những cảm nhận mà mình thấy thôi nhá. Có nhiều cái hay lắm, nhưng cũng có một vài cái dở. Bắt đầu kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhá. À mà trước tiên nói kỹ hơn thì cảm ơn Xiaomi đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện cái video này. Mình thấy khá là thích thú với cái phiên bản này luôn. Tuy nhiên thì có một vài những lưu ý dành cho các bạn như sau. LG Gram bán tại Việt Nam thì chúng ta sẽ có phiên bản 14 inch và phiên bản 15 inch. Trong phiên bản 15 inch mà hôm nay mình review thì nó cũng sẽ có hai màu, đấy là màu trắng và màu bạc. Thì màu trắng này là cái phiên bản không có sẵn hệ điều hành, còn màu bạc là có sẵn Windows 10 bản quyền. Đương nhiên có Windows 10 bản quyền thì mức giá nó cũng sẽ khác và cái màu sắc thì nó cũng sẽ chênh lệch giá nhau một chút. Còn những trải nghiệm phần cứng phía bên trong thì y hệt như nhau. Cái màu trắng này nó sẽ phù hợp với những anh em muốn về tự cài Win hoặc là đã có sẵn Win bản quyền rồi, hoặc là muốn cài Hackintosh rồi là cài Ubuntu để mà sử dụng riêng. Nếu như các bạn mua phiên bản màu trắng này tại Xiaomi thì cũng được kỹ thuật hỗ trợ cài cho các bạn phiên bản Windows 10, phiên bản trial, tức là dùng thử ấy. Nếu như các bạn có nhu cầu mua Win bản quyền thì tại Xiaomi cũng bán luôn. Nói chung là anh em cứ tham khảo trực tiếp tại Xiaomi để cập nhật cụ thể hơn về những cái sản phẩm khác nhau để anh em mua nhá. Đặc biệt trong tháng 5 này thì còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi, ví dụ như là tặng phiếu mua hàng này, rồi là sẽ được nâng miễn phí RAM từ 8GB mặc định lên 16GB, và nếu như không nâng RAM thì còn được giảm thêm 1 triệu nữa. Nói chung là nhiều quà tặng kinh khủng luôn, nên là cứ gọi điện trực tiếp rồi tham khảo nhá. Và bây giờ sẽ quay trở lại với LG Gram 2020. Nó có cái gì? Thì cái đầu tiên, trời ơi, này không sao đâu, không sao đâu thật. Nhìn hơi ghê tí thôi nhưng mà thực sự là nó rất là nhẹ. Đấy, nhẹ kinh khủng luôn, nên là không bao giờ các bạn phải lo lắng cái vấn đề gọi là kiểu cảm thấy khó chịu gì cả trong quá trình mà các bạn sử dụng. Lấy con laptop của anh ra đây. A few moments later. Con này là 15 inch, có trọng lượng chỉ vào khoảng 1,1 cân. Mà con này nặng thực sự luôn, con này là cái mà mình đang dùng 14 inch, nó nặng đâu đó khoảng gần 2 cân. Cầm ấy, cho mày cầm thử luôn này. Cất đi, cất đi. Con này nặng kinh khủng luôn. Nhưng mà mình thích nó bởi vì nó có dùng chip hiệu năng cao, trong khi đó con này chip U tiết kiệm điện thôi. Nhưng rõ ràng cái trọng lượng nó là một cái mà LG Gram làm quá tốt. Thực sự nó làm quá tốt luôn. 15 inch đấy các bạn, chứ không phải là 14 inch như con laptop HP mình đang dùng đâu. Và để làm được một cái laptop màn hình 15 inch với trọng lượng nhẹ như vậy thì chắc chắn cái hệ thống khung của nó, cái hệ thống gọi là vỏ của nó phải sử dụng một chất liệu cực kỳ đặc biệt. Và cụ thể hơn thì nó là khung nhôm được làm hợp kim magie carbon nano. Thì các bạn cứ hiểu là trước đây chúng ta có rất nhiều sản phẩm được làm bằng nhôm, như cái laptop mình đang dùng nặng nhôm magie, nhiều sản phẩm cao cấp như là Dell XPS các thứ, rồi ThinkPad cũng dùng vẫn hơi nặng. Nhưng đây là magie carbon nano, tức là nó sẽ là những cái phân tử carbon nano cực kỳ nhỏ, và nó sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra một cái khung nó vừa mỏng hơn, nó vừa nhẹ hơn mà nó vẫn giữ lại được cái độ chắc chắn cần phải có của một laptop, cực kỳ chắc chắn luôn các thứ. Các bạn có thể vặn vẹo cái khung này thì các bạn sẽ thấy. Nhưng đương nhiên bởi vì nó mỏng thế nên các bạn sẽ phải đánh đổi một vài thứ, ví dụ như cái phần màn hình ở đây đấy, chúng ta sẽ có thể vặn rất là dễ dàng và nó sẽ có một cảm giác là nó hơi bị mỏng manh một chút xíu. Hay là thậm chí cái bản lề của chúng ta này, các bạn có thể mở một tay rất là dễ, các bạn thấy chưa? Nhưng đôi khi các bạn sẽ cảm thấy đấy, nó không chắc chắn ở những chi tiết như vậy. Nhưng mà rõ ràng là người ta dùng laptop thì ví dụ mở lên mà dùng, fix, dùng, thế thôi. Chứ đâu có ai lung lung lay như này như mình đúng không? Chẳng qua đây là mình test cho các bạn thấy những cái điểm của cái vỏ bằng magie carbon nano này mà thôi. Nó chắc nhưng nó sẽ vẫn có những cái điểm yếu trong cái thiết
thiết kế tổng thể, nhưng nó lại đạt một cái chứng chỉ liên quan đến độ bền, nên là các bạn cũng chẳng bao giờ phải lo lắng đâu. Mình thấy có rất nhiều video còn test ném làm rơi cái thứ cái laptop này, nhưng mà thôi mình không dám chơi, đồ đi mượn mà các bạn, hỏng sao. Mình nghĩ chắc không hỏng đâu, nhưng mà lỡ nó bị thế này thì kia sao, sức sơn thôi đèn thấy rồi, đồ đi mượn khổ lắm anh mẹ. Nói chung là vỏ làm cực kỳ ngon. Cái ngon tiếp theo chính là cái bàn phím này. Bàn phím đã nâng cấp rất nhiều so với những thế hệ trước đây. Mình có đọc review thì có rất nhiều người dùng phàn nàn những thế hệ LG Gram trước đây, đấy là bàn phím bị flake rất là nhiều. Nó flake đến mức độ mà khi mà các bạn để lên mặt bàn, các bạn gõ mạnh thôi là đã có cảm giác hơi bị rung rung cái khung, và khiến cho cái trải nghiệm gõ của bạn không tốt. Nhưng lần này với phiên bản 2020, mình đã thấy cái khung bàn phím chắc hơn rất là nhiều. Đấy, chắc cực kỳ luôn. Và khi mà mình gõ với nó gần như không có một cảm giác nào mình thấy bị flake gì cả. Nói chung là gõ thực sự rất là ngon. Nó cũng có đèn nền luôn, nên là các bạn cũng không phải đắn đo suy nghĩ nhiều về cái việc chúng ta làm việc trong những môi trường thiếu sáng bóng tối thì nó tốt như thế nào. Các bạn đừng để ý, đây là phiên bản ký tự Hàn Quốc, đây là máy mình đi mượn mà. Còn máy chính thức tại Việt Nam thì sẽ sử dụng cái bàn phím với layout quen thuộc, giống như rất nhiều sản phẩm khác mà các bạn đã quen trên thị trường rồi. Ok, à tuyệt vời hơn nữa, nó có luôn cả phím số nha các bạn nhé. Mình không rõ phiên bản 14 inch có hay không, nhưng phiên bản 15 inch và phiên bản 17 inch chắc chắn là có. Và rõ ràng nó là một công cụ quá tốt để anh em nhập liệu thôi, đúng không? Ok, nó lại còn có những cái chi tiết nhỏ để hướng đến cái nhu cầu công việc của bạn một cách triệt để luôn. Đó là gì? Chúng ta có đầy đủ tất cả những cổng các bạn cần có. Ví dụ như là khe USB 3.0, jack cắm tai nghe 3.5, khe thẻ microSD. Tại vì sao dùng microSD? Bây giờ công nghệ nói chung chuyển sang dùng cái thẻ này hết rồi, thế cho nó gọn nhanh là như vậy. Chúng ta có thêm một cổng USB khác nữa bên này, HDMI full size, và đặc biệt một cái cổng Thunderbolt 3 USB-C. Tuy nhiên nó cũng sẽ có một cái cổng nguồn riêng dành cho các bạn. Tuy nhiên thì lời khuyên của mình đấy là dùng luôn cái cổng USB-C này để mà sạc cho nhanh. Tại vì bây giờ điện thoại C, MacBook C, laptop C khắp nơi thì dùng C cho nhanh thì gì phải xoắn, đúng không? Và cái cổng C này đương nhiên hỗ trợ Thunderbolt 3, thế nên nếu như các bạn sử dụng với những eGPU bên ngoài để mà gia tăng hiệu năng đồ họa thì nó cũng rất ngon. Và nếu như các bạn sử dụng nó để xuất ra một cái màn hình ngoài với độ phân giải ví dụ 4K, 5K thì nó cũng rất ngon. Nên nói chung xét về cổng kết nối, mình đánh giá con này cũng rất rất tốt dành cho các bạn. Có cổng A tới 3 cổng như thế là yêu rồi, kết nối chuột rồi, kết nối những phụ kiện bên ngoài thì khỏi phải nghĩ luôn đi nhá. Máy có pin lên tới 80 Wh, và các bạn biết là nó có thể sử dụng được bao nhiêu tiếng liên tục không? Theo như công bố của nhà sản xuất, nó là 18,5 tiếng. Thì hiểu được 18,5 tiếng thì đi làm mang sạc làm cái gì, đúng không? Theo như thử nghiệm của mình, kể cả mình gõ văn bản, lướt web, xem video loa hoàn hoi luôn, rồi đôi khi chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng, nó vẫn đáp ứng nhẹ nhàng tầm khoảng 10 tiếng, 8 đến 10 tiếng. Nói chung là tùy nhu cầu. Thì chỉnh sửa hình nhiều thì pin nó đốt nhanh hơn, nhưng mà rõ ràng pin nó vẫn quá đủ cho một ngày làm việc 8 tiếng dành cho các bạn. Và thực sự mình đánh giá cao con laptop này, cái điều đấy là các bạn có mang ra ngoài đi cà phê hay các bạn có mang đi làm cũng không cần phải mang theo cục sạc. Mà kể cả có cần thiết phải sạc thì chúng ta sử dụng như cục sạc di động bé bé bây giờ với cổng C Power Delivery ra công suất tầm 65W, nó đã có kích thước rất nhỏ, thế nên các bạn ấy, dùng chung với cục sạc của điện thoại cũng được luôn đó. Thế nên là rõ ràng nó là một cái thiết bị quá hữu ích để các bạn mang đi ra ngoài luôn. Và thực sự đó là một trải nghiệm mình đánh giá rất cao. Ngoài ra thì phiên bản này của mình đang có là màn hình Full HD thôi. Cái tấm nền này thì mình đánh giá nó cũng ở mức khá, màu sắc thì rực rỡ, nhìn khá là nịnh. Mình thì không có những công cụ đo chuẩn xác về màu sắc nó đạt đến mức bao nhiêu phần trăm sRGB và Adobe RGB. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm về cái tấm nền của LG đi, không phải suy nghĩ nhiều. Có chăng mình không ưng cho lắm đấy là cái màn hình này là màn hình gương. Nó sẽ rất là trong, thế nhưng mà nó sẽ bị in bóng khi mà các bạn sử dụng những cái nền đen, hoặc là khi các bạn sử dụng ở những môi trường ánh sáng nó quá bị gắt. Và lời khuyên của mình đấy là đi dán một cái lớp mở vào, thế là nó lại đẹp ngay thôi. Ok, hiệu năng thì sao? Với LG Gram, nó là một cái thiết bị mỏng gọn nhẹ và nó sẽ sử dụng chip CPU dòng U, tức là dòng tiết kiệm điện. Cụ thể hơn thì con chip đang sử dụng đấy là i5-1035G7 với dung nhịp chỉ là 1.2, boost tới 1.5 mà thôi. Thực sự thì với hiệu năng của những con chip tiết kiệm điện như thế này, TDP tối đa có 15W thì chúng ta không thể nào đòi hỏi được về cái việc xử lý của nó. Nó sẽ chỉ thích hợp dành cho những bạn ở xử lý những cái công việc nhẹ nhàng, văn phòng, Word, Excel, PowerPoint nhẹ nhàng, chỉnh sửa ảnh Photoshop nhẹ nhàng. Và nếu như các bạn có muốn chơi game thì với cái card đồ họa kèm theo đấy là Intel Iris Plus thì nó cũng đã có một cái hiệu năng tốt hơn so sánh với Intel HD Graphics 620, 630 rồi. Nhưng mà cũng không
không thể nào đòi hỏi được cái mức setting thật là cao cho những tựa game hạ thấp nhất xuống thì các bạn vẫn chơi được, nhưng mình cũng không recommend quá nhiều. Và thực sự thì hiệu năng của con này với những tác vụ phổ thông thì nó quá ngon, nhưng nếu các bạn muốn thật mạnh mẽ, thật try hard làm những công việc thật nặng thì nó không phù hợp. Mình vẫn phải nhắc lại nha, là nó không phù hợp. Và những thiết bị thuộc dòng gaming hoặc những thiết bị sử dụng chip hiệu năng cao thì nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng đương nhiên nó sẽ không thể nào có một trọng lượng nhẹ, độ mỏng tốt, và quan trọng hơn cả là nó không bao giờ có cái tính di động được tốt giống như cái laptop này. Đó. Tóm gọn lại thì với LG Gram 2020, thực sự đây là một cái laptop có tính di động cao. Nó sẽ rất phù hợp dành cho những bạn nào xử lý những công việc nhẹ nhàng, phải mang đi ra ngoài rất là nhiều, ngồi cà phê, gặp đối tác rất là nhiều. Nó có đầy đủ những cổng kết nối các bạn cần để mà làm việc. Nó có một cái màn hình đẹp, đủ dùng, có một cái hệ thống bàn phím gõ tốt, đèn nền ok, trackpad thì đương nhiên khỏi phải nghĩ cái tầm này đi. Ngoài ra nó có một thời lượng pin rất rất trâu, và với sự nâng cấp của chip thế hệ 10 đến từ nhà Intel thì nó cũng nâng cao về cái hiệu suất sử dụng để giúp các bạn có những trải nghiệm mượt mà hơn. Nhưng đương nhiên các bạn sẽ phải đánh đổi một vài thứ, ví dụ như là mức giá còn cao. Đương nhiên là khoảng 30 triệu cho một cái laptop tiết kiệm điện, hiệu năng không thực sự quá mạnh mẽ giống như nhiều sản phẩm gaming cùng tầm, thì đấy là thứ đầu tiên các bạn phải đánh đổi. Ngoài ra thì nó sẽ có những thứ ví dụ như thế này, đây, nó không chắc chắn cho lắm, thì đấy cũng là một cái điểm yếu nho nhỏ các bạn phải chấp nhận mà thôi. Còn lại thì mình thấy nó ngon. Đó. À, thêm vụ màn hình gương nữa, người thích người không thích. Thế nên các bạn cũng phải tự lựa vào nhu cầu của bản thân mà lựa chọn nhá. Ok, nói chung đây là video mình đã cùng các bạn chia sẻ về LG Gram 2020. Và các bạn nghĩ sao về cái laptop này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là check giá tại 7S. Tại vì ở đây có rất nhiều những ưu đãi dành cho các bạn, tặng phiếu mua hàng, giảm giá, rồi là nâng cấp RAM miễn phí. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhá. Còn bây giờ thì bye.